Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tiêu huynh, tính khí này vẫn lóng lẩy như vậy. Thái khắc kia chỉ là một lức cờ của ta lúc đó, tuyệt đối không đặc biệt vì tiêu huynh mà bố trí. Nếu như ngươi còn tiếp tục mấy lời dư thừa này, ta sẽ cho ngươi thêm một mắt bầm dập nữa đấy. Huynh yên tâm đi, tiêu huynh lần này mạo hiểm lớn như vậy, ta nhất định là sẽ bù đắp cho tiêu huynh. Những ngày này thông qua điều tra của ta, ta đã biết nợ huynh bị nhốt ở đâu rồi. Hờm, ở đâu? Chiến trường thâm không. Ở trong miệng của Thiên Tàn và Thiên Khuyết nói. Nếu như không phải là Thiên Chú đại nhân, ở chiến trường thâm không không thể kịp thời quay lại, làm gì đến lượt cho chúng ta ra tay. Chiến trường thâm không là ở đâu? Có điểm gì đặc biệt, tại sao lại nhốt Vân Phi? Chiến trường thâm không là một nơi kỳ dị do pháp tắc và sức mạnh cấp cao ngưng kết mà thành. Phía trên nguy hiểm trùng trùng, có thể nói là từng bước cảnh khốn khó, mà nguyên nhân hình thành bọn họ chính là hai não già thiên đạo và bản nguyên vạn năm tranh phong gây ra. Ở đó có thể nói là một tuyến đại đạo bọn họ tàn sát lẫn nhau. Bọn họ lần trước khi gặp mặt ta còn để lộ ra muốn liên thủ nhắm vào vô trung chi địa hay sao? Thiên đạo và bản nguyên bây giờ vẫn còn đang tàn sát lẫn nhau Tranh giành của đại đạo chư thiên vạn giới không phải bọn họ muốn dừng là dừng, thậm chí không phải là bọn họ có thể khống chế được. Chiếm đoạt dị đoàn là bản năng của sức mạnh cấp cao, đại lục thâm không là cứ hiện hóa của hiện tượng này mà thôi. Cho nên ta mới chiếm đoạt sức mạnh của thiên đạo và bản nguyên làm mạnh bản thân, bởi vì ta sở hữu chính là một loại sức mạnh cấp cao khác. Hai tên này vẫn là không nói thật với mình. Nếu nơi này nguy hiểm như vậy, thế thì mời quý huynh đem sư đệ của ta quay lại. Tiêu huynh giao cho ta là được rồi. Thời không tỏa liên, luyện. Thời không tỏa liên trở nên mạnh hơn rồi, lần này nhất định là không có vấn đề gì. Chiến trường thâm không, mở. Vân Phi. Tiêu huynh đừng vội, chiến trường thâm không, ngăn cách âm thanh, lệ huynh không nghe thấy tiếng gọi của huynh đâu, ta sẽ đưa hắn ra ngoài. Thì ra đoạt thiên chú thạch của ta là vì để cứu một người rơi vào chiến trường thâm không sao ta có thể để các ngươi được như ý chứ? Không hay. Cái gì? Tiêu thần, người này sẽ tìm trước các ngươi một bước, sau đó giết hắn, đây cũng xem như là trừng phạt nhỏ đối với ngươi.